Phải đi dành thi cho tuần sau. Cuộc săn hôm nay kết thúc muộn hơn 15 phút. Này, lần này cũng được nhiều hơn lần trước đi chứ. Bọn cảnh sát thời gian giờ làm gắt lắm. Có biến gì à? Không rõ, nhưng không còn nhiều kẽ hở cho chúng ta đâu. Đến giờ điểm danh rồi, nhanh lên. Tình hình giảm dân số thật đáng khả quan. Với số lượng nước uống và oxy ít ỏi còn lại trên trái đất lúc này, có thể nói chiến dịch thu gom người ốm trên diện rộng đã hoàn thành xuất sắc vai trò lịch sử của mẹ thế nào. Chúng tôi kêu gọi sắp bị kênh kênh hỏi tâm. Không hiểu bọn chúng có kế hoạch gì. Không đủ điều kiện sức mạnh là một lũ ngu. Chuyển ra bản tin của động vật. Con tê giác cuối cùng còn tồn tại trên trái đất thực sự là một con quái danh ma. Mọi nỗ lực tìm kiếm nhằm tiêu diệt nó từ phía quân đội và cảnh sát dân số đã tỏ ra vô hiệu. Trong tuần tới, kế hoạch tiêu diệt 25 loài đã được lên. Theo đó, chúng ta sẽ có đủ thực phẩm để cầm cự từ nay đến trước lễ Giáng sinh. Kế hoạch tận diệt dài hạn. Cho các bạn. Đừng xâm phạm nghi trường có lệnh. Chúng tôi chỉ muốn đến thăm gia đình đồng nghiệp cũ thôi. Câm mồm lại. Mẹ tôi không phải là đồng nghiệp của các anh. Tôi biết đó, mọi công dân ốm yếu đều trở thành gánh nặng cho xã hội. Tôi đang thắc mắc không hiểu sự vắng mặt trong 2 năm qua. Có phải mẹ cô sẽ một gánh nặng cho xã hội không? Vào đây đi. Tôi đến đây chỉ mang cho cô một cái giá rất hời thôi. Những người ốm yếu thì cũng sẽ chết. Nếu cô đang có trong tay một người ốm yếu thì chúng tôi sẵn sàng nâng khẩu phần thịt, nước sạch. Còn nếu thì khi chết rồi, cô biết đấy, cái giá không được cao đâu. Chúng mày điên rồi. Nếu mẹ cô vẫn mạnh khỏe thì chúng tôi sẵn sàng đi ngay. Lũ khốn nạn, cút. Tôi đoán ông muốn gặp tôi. À, tôi không cần bắt bà phải trình diện. Hay là bà khỏe chứ? Tôi khỏe, cảm ơn ông. Bà có đau đớn ở đâu không? Không. Bà biết đấy. Nếu ốm đau, bà có thể chọn một cái chết nhẹ nè, mà được cống hiến cho xã hội nữa. Tôi biết. Cảm ơn ông. Khi nào ốm, tôi sẽ báo ông biết ngay. Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Cút! Tôi đến từ tương lai. Cảnh sát thời gian. Chúng tôi không làm gì cả. Cô thấy đấy, chúng tôi không làm gì hết. Các cô chỉ vượt thời gian về quá khứ để ăn trộm. Lần này là những gì? Thuốc là bất hợp pháp. Các cô cũng biết điều đó mà. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tố cáo việc các cô sử dụng cổng thời gian của sở cảnh sát? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đến gặp lũ kền kền và tố cáo việc mẹ các cô đã không nhúc nhích 2 năm nay và ngày ngày vẫn ngốn một đống lương thực, nước sạch, khí oxy? Câm mồm lại! Cô muốn gì? Tôi cần ăn một chút gì đó.
Đừng đập vào mầm sống trên người tôi. Nhà tôi ăn chay. Cái râu trên đầu cô là thực vật à? Nếu các cô sống sót đến năm 2039, các cô cũng sẽ có một cái cây nhỏ trên đầu giống như tôi. Đau đớn lắm đấy, không dễ chịu gì đâu. Tại sao vậy? Chúng ta lai với cây à? Một hình thức tiến hóa không thể hiểu nổi được của tự nhiên. Sau khi ăn sạch tất cả các loài, trái đất trở thành nơi không thể sinh sống nổi. Mưa nước mặn kéo dài, chúng tôi thử thay đổi vận mệnh của mình bằng cách cấy bào tử thực vật lên cơ thể. Chúng tôi gọi nó là mầm sống, bởi vì nếu không có nó, chúng tôi sẽ không thở được ngoài tự nhiên. Vậy là loài người vẫn còn tồn tại. Còn dù phần nhiều đã bị ăn, nhưng vẫn còn những chiến dịch săn lùng thực phẩm ở thời gian của Apco kéo dài và đạt hiệu quả nhanh chóng. Loài người trở thành loài động vật duy nhất thống trị trái đất. Loài duy nhất có nghĩa là cô độc hoàn toàn, cho đến khi cái chết tìm đến. Không gia đình, không bè bạn, không tình thương. Tôi không chắc có muốn sống đến năm của cô nữa không. Năm của chúng ta thì có gì hay? Ít nhất chúng ta còn có mẹ. Chúng tôi định tìm con tê giác cuối cùng vì mẩu sừng của chúng tôi còn lại quá ít. Gì vậy? Cô yên tâm, chúng tôi chỉ cần một lượng nhỏ để duy trì sự sống cho mẹ tôi thôi. Vậy là các cô cũng muốn cưa sừng của nó? Các cô khác gì lũ đau phủ ngoài kia đâu. Ở xã hội này chỉ có 3 loại người. Một là đã có sức khỏe để đi săn mồi. Hai là trở thành con mồi biết chạy khi bị săn đuổi. Ba là trở thành lương thực. Các cô thuộc loại nào? Sống thì không có sự lựa chọn, nhưng chết thì rất đa dạng. Kiểu thịt nướng, kiểu nấu lẩu và kiểu thịt tái. Nếu con người có ăn thịt nhau thì cũng không thể cầm cự được quá 1 năm. Trong số những người sống sót ở thế giới của cô, không có chúng tôi phải không?